Thì trước đây khi hợp tác với Sibri, tôi là một giảng viên của trường đại học. Lúc đó công việc của tôi thì cứ mỗi ngày trôi qua như thế và cũng chẳng có gì thay đổi. Trong khi đó thì cái khoản thu nhập thì nó chỉ dao động từ mức từ 8 triệu. Thì tôi tìm hiểu về Sibri, về sản phẩm, về chính sách của Sibri và tôi quyết định là chọn Sibri làm sự nghiệp của bản thân tôi. Thì hiện nay mỗi tháng tôi thu nhập từ tập đoàn sức khỏe Sibri & Wellness đó là từ mức dao động từ 60 đến 80 triệu. Tôi rất là yêu Sibri & Wellness, tôi yêu công ty giống như yêu chính bản thân tôi, gia đình của tôi. Bởi vì Sibri đã mang lại cho tôi rất là nhiều các giá trị từ sức khỏe, sắc đẹp, tài chính, các mối quan hệ. Tôi và đội nhóm của tôi là đang có cái mục đích là sẽ phát triển thị trường, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Thì thị trường tới nay chúng tôi sẽ phát triển đó là thị trường Campuchia và Trung Quốc, và tôi tin rằng tôi và đội nhóm tôi sẽ làm được điều đó ạ.